Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Chỉ vì lời qua tiếng lại trong lúc cãi nhau mà cặp vợ chồng sau đây đã dùng vũ khí đại chiến ba chân hiệp giữa đêm khuya. Chồng cầm điếu cày, vợ cầm kéo. Kết quả khiến chị vợ ra đi mãi mãi, người chồng chịu cảnh tù tội, con cái không ai chăm sóc. Chi tiết sự việc diễn ra như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Mạnh Đức và chị Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1982, kết hôn với nhau và có hai con chung. Ngày 6 tháng 11, gia đình chị Thành tổ chức đám cưới cho em ruột chị Thành, nhưng chị này không báo cho chồng biết. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, chị Thành cùng con trai là cháu Nguyễn Mạnh T, sinh năm 2003 đến đám cưới, thì cháu T mới gọi điện thoại báo cho Đức biết. Đức bực mình về việc bố mẹ vợ không mời mình ăn cưới nên nói những lời trách móc vợ rồi tắt điện thoại và đi ra quán uống rượu. Chiều cùng ngày, Đức mua thức ăn về nhà ngồi uống rượu một mình. Đến khoảng 21 giờ, Đức đi ra trang trại của gia đình ở cánh đồng thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ để nấu rượu và ngủ tại đây. Khoảng 30 phút sau, chị Thành đi xe máy ra trang trại để ngủ. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày hôm sau, ngày 7 tháng 11, Đức tỉnh dậy đi ra cửa ngồi hút thuốc lào. Lúc này, chị Thành cũng thức dậy đi vệ sinh. Đức hỏi chị Thành về việc nhà có đám cưới, không nói gì với chồng, dẫn đến hai người xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Đức đứng dậy, cầm điếu cày giơ lên dọa đánh vợ. Chị Thành cũng lấy con dao ở khu bếp, đứng trước mặt chồng nói: "Mày bắt nạt tao, nếu hôm nay mày đánh tao, tao sẽ chém chết." Bị cáo tiếp tục cầm điếu cày giơ lên dọa đánh thì chị Thành cầm dao chém một nhát vào cổ tay trái của Đức. Bực tức, Đức dùng điếu cày đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu, vai, cổ chị Thành. Thấy tay bị chảy máu, Đức lùi lại, lấy khẩu trang y tế ở túi quần ra băng lại. Chị Thành lập tức xông lên, đạp một cái vào bụng chồng, làm bị cáo ngã ngửa ra đằng sau, đập lưng vào bình rượu. Đức vùng đứng dậy, cầm điếu cày đập nhiều nhát vào vùng đầu người chị Thành và giằn lấy con dao trên tay vợ vứt ra gần cửa. Sau đó, Đức tiếp tục dùng điếu cày đánh chị Thành, làm chiếc điếu cày bị vỡ. Bị cáo nhặt con dao ở gần cửa, chém liên tiếp vào đầu, mặt vợ, đến khi thấy vợ gục xuống mới dừng lại, vứt dao xuống nền nhà rồi lên giường đi ngủ. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, Đức thức dậy thì thấy vợ nằm chết ở nền nhà. Bị cáo dùng dao lam tự cứa vào cổ tay và cổ chân để tự tử. Một lúc sau, do mất máu nhiều nên Đức ngất xỉu. Đến khoảng 5 giờ ngày 7 tháng 11, cháu T ra trang trại gọi cổng, không thấy ai mở cửa nên đi về nhà. Đến khoảng 7 giờ sáng, cháu T và mẹ của Đức đi ra trang trại nhưng thấy cổng khóa ở phía trong nên cháu trèo tường vào trong nhà. Phát hiện mẹ đã chết, còn bố thì nằm bất động trên giường. Đức được người thân đưa đi cấp cứu sau đó. Ngày 14 tháng 11, Đức bị công an huyện Đông Anh bắt giữ về hành vi giết người. Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi sát hại vợ, khai về cuộc sống quan hệ vợ chồng trước ngày án mạng xảy ra. Đức thừa nhận từng nhiều lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị Thành. Có mặt tại phiên tòa, người thân của chị Thành tỏ ra khá bức xúc và đề nghị cơ quan tố tụng áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo. Trong khi đó, các con của bị hại và bị cáo lại đề nghị tòa án xem xét xử nhẹ tội đối với Đức. Sau khi xem xét toàn diện diễn biến vụ án cùng các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Mạnh Đức 20 năm tù theo đúng tội danh, bị truy tố xét xử. Tiếp theo là sự việc đáng căm phẫn. Người chồng luôn bảo hành vợ đến thâm tím mặt mày. Người chồng này còn công khai ngoại tình rồi cùng với nhân tình nhốt vợ trong nhà rồi đánh đập không tiếc tay. Chi tiết sự việc này ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vào năm 1995, trong một lần đi làm, tình cờ tôi có quen anh Nguyễn Văn Úc, sinh năm 1990, ngụ huyện Hóc Môn, rồi nên duyên vợ chồng kể từ đó. Những tưởng cưới nhau rồi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, nào ngờ đó lại là quãng thời gian cơ cực nhất của cuộc đời khi bị chồng bạo hành nhiều năm liền mà không biết kêu ai. Chấp nhận số phận đắng cay ấy, tôi sinh ra cho chồng hai người con trai, chỉ mong anh sẽ thay đổi và đối xử tốt với mình hơn. Vậy mà khi hai đứa nhỏ chào đời, anh đã không vui mừng mà còn nhẫn tâm cho rằng chúng không phải là con của anh. Khi chứng kiến cảnh này, tôi phải nuốt nước mắt vào trong và coi như cuộc đời sẽ mãi mãi không tìm thấy hạnh phúc. Kể đến đây, những giọt nước mắt chị lại tràn ra khiến giọng chị trầm xuống đầy đắng cay khi thổ lộ. Suốt hơn 20 năm qua, chị luôn phải gánh chịu những trận đòn vô cớ từ người chồng vũ phu tệ bạc. Bởi suốt ngần ấy thời gian làm vợ, chị liên tiếp bị chồng bạo hành, đánh đập, gây tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Chị hy vọng ở hai đứa con là Sang, sinh năm 1996
và Hằng, sinh năm 2014 ra đời, sẽ làm anh thay đổi nhưng không thể. Từ năm 2005, khi chị Hậu lâm bệnh hiểm nghèo, anh Út càng lộ rõ bản chất của gã Sở Khanh khi hắt hủi vợ và quyết rời bỏ chị cùng hai đứa con để đi theo một người phụ nữ khác. Những lời cầu xin của chị đều bị anh Út gạt ra, bỏ ngoài tai, và cứ như thế những cơn mưa đòn roi, lời sỉ nhục lại trút lên chị. Tôi phải nhịn nhục vì nghĩ đến con cái, chúng nó cần có cha dạy dỗ, yêu thương và trở thành người có ích trong xã hội. Chị nói, chị tự hỏi mình có phải quyết định cưới anh Út làm chồng của chị là sai lầm. Trước khi quen anh, chị cũng có quen người khác. Khi anh Út tiến đến với chị thì bị người đàn ông kia ghen tuông đánh anh Út trọng thương. Vì cảm thương hoàn cảnh anh Út như vậy và cảm thấy mình có lỗi nên chị nhận lời kết hôn với anh. Trong lần về ra mắt bên gia đình chồng, cha mẹ anh đều không tán thành mối quan hệ này vì lý do chị là người miền Tây. Vì quá yêu nhau nên hai người bất chấp tất cả những đàm tiếu đó để cùng sống chết bên nhau. Tuy nhiên thời gian hạnh phúc mà chị có được chỉ chừng vài tháng và anh Út có thể bị gia đình tác động đã quay ra hắt hủi chị. Lợi dụng trong lúc bị chồng bỏ rơi thì người anh rể lại bắt đầu giở trò ve vãn, hai vợ chồng buộc phải dọn ra thuê phòng ở trọ. Khi gia đình biết được sự việc trên đã liên tục la mắng, cho rằng chị đã dùng bùa ngải để dụ dỗ anh Út theo mình. Trong gia đình, anh Út là một người con có hiếu, nên khi bị gia đình phản ứng, anh lại tích cực thay đổi bản chất và càng đối xử với chị một cách tệ bạc và công khai đi với người phụ nữ khác trong lúc chị lâm trọng bệnh. Muốn bảo vệ gia đình, chị đã truy ra số phone người phụ nữ đó và gọi cô ta. Chị cay đắng khi cô ta thừa nhận đã quan hệ với anh Út từ tháng 8. Trước khi công khai quan hệ với phụ nữ khác, nhiều lần anh ấy đi làm về nhưng không về nhà mà qua đêm ở nơi khác, mặc cho tôi một mình ở nhà chống chọi với bệnh tật. Tôi đã động viên chồng rất nhiều lần là nên dành thời gian quan tâm đến con cái. Thế nhưng anh ấy không nghe và tiếp tục lao vào những cuộc rượu chè trai gái. Tôi càng khuyên, anh ấy còn lớn tiếng quát tháo, đánh đập tôi và đòi ly hôn. Cám cảnh trước việc bất hòa của cha mẹ, đứa con đầu lòng của anh chị bỏ nhà, tụ tập với đám bạn hư hỏng trong xóm. Chị đau khổ chia sẻ với phóng viên Người Đưa Tin. Khoảng một tháng trước, anh Út về nhà và đòi chị Hậu phải đưa giấy tờ nhà, sổ đỏ để mang đi cầm cố lấy 200 triệu, nhưng không nói lý do. Chị nhất quyết không đưa thì anh ta liền lấy cây chổi lau nhà đánh chị thâm tím mặt mày, còn cây gậy anh ta dùng để đánh chị cũng gần gãy ra làm đôi. Là người chứng kiến những trận đòn roi mà chị Hậu thường xuyên phải gánh chịu, chị Lan, hàng xóm chị Hậu cho biết: "Tôi thương cho cái Hậu, mỗi lần bị chồng đánh đập là nó chỉ biết khóc trong nước mắt. Tôi biết nó từ khi về đây làm dâu, nó sống với mọi người ở đây rất tốt. Biết được số phận của nó như vậy ai cũng thương mà không thể giúp được gì. Chỉ biết an ủi và động viên nó vượt qua giai đoạn khó khăn và làm lại từ đầu. Mỗi lần nhắc tới người chồng tệ bạc, nó lại trực trào nước mắt khiến tôi ngậm ngùi theo. Vừa làm vợ làm mẹ đã khổ cực như vậy rồi mà người chồng còn nhẫn tâm bỏ nhà ra đi, để lại nó với căn bệnh hiểm nghèo và một mình nuôi hai đứa con khôn lớn." Vụ việc trên đã được công an địa phương ở phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Giờ trong căn nhà với căn bệnh hành hạ, chỉ nằm co ro và trụ cột chính trong gia đình phải chồng chất lên đôi vai của người con trai đầu lòng của chị. Sang giờ đã 20 tuổi, em làm bảo vệ ca đêm cho một đơn vị ở tận quận 10 với đồng lương cồm cõi. Tên nhân vật đã được thay đổi. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, nhấn vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất của chúng tôi nhé. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.